những thám tử vui nhộn. Nhưng mà tôi nghĩ lên đổi phục má là những đáp thử điên khùng. Thưa quý vị, mọi người biết sĩ Thanh chính là thư ký xinh đẹp của chương trình Linh Hồn của chương trình Du lịch Kỳ Thú. Và ngày hôm nay thám tử tham gia gồm có thám tử ồn ào, thám tử Hoàng Rapper, thám tử không tóc, thám tử Thiên Vương. Không, các bạn phải là thám tử sắp hóa điên, thám tử Hoàng Rapper. Ở bên đây là thám tử Baggio, đẹp trai phong nhã, rồi thám tử đầu sắp hối, thám tử Mây. Có ai dám miệng ổng lại dùng cái đi một cách nhạt nhẽo vậy luôn hả Hoàng? Xin đọc nhiệm vụ của tuần trước có nội dung như sau. Kính thưa chương trình Du lịch Kỳ Thú, tôi là Trịnh Quốc Thái, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm vừa rồi tôi đến thăm nhà một người bạn, tình cờ nghe con anh ấy đọc thuộc lòng Bình Ngô Đại Cáo, Hịch Tướng Sĩ, nhiều câu trong truyện Kiều và những tác phẩm văn học khác. Và tôi còn bất ngờ hơn khi biết bé chưa biết đọc, chưa biết viết. Tôi cảm thấy rất là thú vị nên mong muốn chương trình có thể giới thiệu trường hợp đặc biệt này đến đông đảo khán giả được không? Rồi, tuần trước là Baggio. Ông người gọi là văn thơ gì đó là gì? Lai láng, linh láng. Thôi mấy người đừng có thạo. Mấy người đừng có thạo. Tôi có coi chương trình tuần trước lại mà. Đừng có nói dối. Chỉ có anh là bảo vệ em thôi. Anh im đi, anh là chữ số nhiều nhất đó. Bà Tường mới nhiều nhất, anh hiểu những cái gì thôi. Đây sẽ là một chủ đề có em nghĩ là sẽ vô cùng bổ ích cho anh Hoàng cũng như anh Thiên Dương. Còn ta sao? Muốn biết chi tiết thì coi đi. Hợp lý á, hợp lý á. Coi. Nói về văn thơ. Nho sĩ à? Ta lấy một bụng. Trời ơi. Kẻ nghèo hèn như ngươi làm gì biết văn thơ là gì? Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Đúng rồi. Nè thấy ông Đông đây đó rõ ràng nè. Đó. Ui trời 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 tào lao. Ông cũng cầm điện thoại nhắc tôi làm với cái vẻ làm như biết rồi các bạn. Thì nông dân mà chỉ biết đọc là sợ đấu thuộc lòng được. Đấu thuộc lòng được như mà thầy đồ mà một bài thơ con học không được thì ít nhất cũng phải thuộc được những đoạn gọi là những đoạn mấu chốt chứ để trẻ con đừng có cười. Trời ơi tôi nói thiệt á, trẻ con làm gì có cửa mà cười. Tại vì nó làm gì biết tiếng Việt Kiều là cái gì mà mày đặt cười. Ủa chứ nhiệm vụ hôm nay là cái gì? Cái nhiệm vụ ngày hôm nay là khán giả của chương trình gửi thư về. Nó có một bé mà bé đó có 5 tuổi thôi. Bé đó thuộc truyện Kiều, bé đó thuộc tùm lum thơ văn hết. Tôi nói thiệt các bạn, tôi khẳng định với bạn á, bé trai đó không có thuộc đâu, chỉ là tin đồn thôi. Nếu như không tin đó tôi sẽ đi kiểm chứng cho. Được chưa? Được, bạn đi kiểm chứng mình nha, mình không đi mang nhục đâu. Bye bye. Nói gì hèn thiệt á. Anh Thệ ơi. Dạ. Em chào anh Thệ. Chào con. Em Thịnh Châu. Quá giỏi luôn. Viên của trường đại học sư phạm cũng như là hướng dẫn viên. Môi trường có sẵn. Tôi nói là con học, con biết rất là nhiều những bài thơ cũng như là những câu chuyện về lịch sử. Ở đây chú có hai câu chuyện à, con đọc qua cho chú đi. Đọc thử cho chú coi cái chữ gì đang ghi ở trên đó. Đọc cuốn này nè. Đó. 4 tuổi rưỡi 5 tuổi. Sao có đọc được không? Con đang đi học lớp lá. Không được. Thiệt là không được hả? Bé chưa học được chữ. Như vậy có nghĩa là chúng ta xác định được một điều là bé chưa đọc được chữ. Một số người thì cũng chơi hay cho con học chữ trước. Và với anh thì anh theo kiểu sư phạm truyền thống đến khi nào nó đúng cái độ tuổi của nó để đi học, nghĩa là năm sau lớp 1 thì nó sẽ học chữ. Nói bây giờ để mình kiểm chứng lại một lần đó là câu hỏi của khán giả đặt ra cho chương trình, lấy một cái bài thơ con yêu thích ra con đọc một cách lậu lậu cho khán giả của chương trình thấy được không? Dạ. Bài thơ Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du gồm có 3.254 câu thơ. Trong đó có những đoạn rất hay. Là đoạn nào? Là đoạn mô tả vẻ đẹp của hai chị em Thúy Kiều Thúy Vân. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Sương sen trang trọng khác vời, khuôn chân đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da. Kiều càng sắc xảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nát xuân sơn, hai gan thua thắm liễu hờn kén xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng hành, sách đành đòi một, tài đành quả hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lào bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hồ cầm một chương. Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạch mạnh lại càng não nhân. Phong lưu quốc mật hồng quỳnh, xương xanh sắp sĩ tới từng gặp kê. Im điềm chướng vũ màn che, tường đông ông bốn đi về mặt ai. Chú nói thiệt với con á, chú nãy giờ con đọc á, một trang như vậy á, chú thuộc chắc được 8 câu. 8 câu đầu thôi là chú thuộc, còn tất cả những về sau là chú không có thuộc một chữ nào hết á. Chú nghe con đọc mà chú hết hồn luôn á. Việc nhân nghĩa cúc ở yên dân, quân điêu phạt trước lo trừ bạo. Như nước đại vì ta từ trước, vốn xưng người văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia, thông tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần nói về xe nhận được lập, hùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng của một phương. Tên định chi yếu đường lúc có hơn nhau, xong hào kiệt đời nào cũng có. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cương, duyên định phận tại thiên thư. Như hàng lỗ lai xâm phạm, như đẳng hình than khổ quê hương. Trước khi xuất quân ở Bắc, Dương Trung đứng trước 3 quân tướng sĩ hỏi tới rằng: hỏi 3 quân tướng sĩ, hỏi anh em nghĩa quân, đánh cho đội dài tóc, đánh cho đội đen răng, đánh cho nó chích lưng của phản, đánh cho nó phiến giáp hoàng, đánh cho thử chi em bớt hùng châu châu. Có nghĩa là để tóc dài và nhuộm ngân đen là truyền thống văn hóa dân tộc ta, có như là truyền thống văn hóa dân tộc. Đánh tụi nó chích lưng của phản cũng như là đánh cho nó đầu đuôi lẫn lộn không biết mình đâu mà chạy. Còn đánh cho nó phiến giáp hoàng có nghĩa là đánh cho nó tan tành mây khói te tua tới tả. Và quan trọng hơn là đánh cho nó sửa chi nó quên hùng chưa chỗ, có nghĩa là đánh cho nó biết nước Nam quên hùng làm chủ chứ không phải muốn đứa nào đến, chứ không phải muốn đi lời đi, chứ không phải muốn xong luôn coi xong luôn. Lời này là từ người cha truyền xuống cho con. Đây rõ ràng là em thấy là một phiên bản của anh Thệ trong đó. Thì anh cũng là dân làm du lịch, lịch sử văn hóa, mình có cái máu đó, mình muốn con mình dĩ nhiên nó cũng có cái tình yêu đó. Và anh cũng nỗ lực cố gắng để dạy nó. Mặc dù nhiều khi tối có thể là cho nó ngủ, nhưng mà thường trước khi ngủ là anh phải kể chuyện cho nó nghe, rồi ngâm thơ, rồi hát chẳng hạn. Thì ví dụ như đi ngang Trần Đạo là nó biết, nó nhìn tượng nó biết phân biệt được là tượng Trần Đạo, tư thế người ta làm. Rồi mỗi lần đi ngang đó thì nó lại đọc hệt tướng sĩ. Anh nhớ giáo sư cố sư Trần Khê đã nói rằng là các con hãy xem âm nhạc dân tộc, tức là văn hóa của mình, như là cơm. Và cái của nước ngoài á, như là ớt. Chúng ta sống là nhờ người ta ăn cơm, nhưng mà chúng ta cũng cần chút ớt cay cay. Còn ngược lại, ai ăn ớt không thì sẽ chết. Chết đây là không phải chết về thể xác, mà là chết về tâm hồn. Chúng ta không còn là người Việt Nam nữa. Thì anh muốn là trẻ con nó phải lớn lên, nó mang cái tâm hồn của người Việt Nam. Cho nên là khi từ nhỏ, anh đã cho nó tiếp xúc với hát ru, với dân ca, với những câu chuyện truyền thuyết của mình, ví dụ như là Thánh Gióng hay là Sơn Tinh, Thủy Tinh. Nó phải lớn lên bằng những cái đó trước, rồi sau này nó sẽ tiếp xúc với những cái gì hiện đại, thì nó sẽ giữ được cái hồn của dân tộc mình, và nó sẽ có ý thức ngay từ nhỏ. Và lớn lên anh tin rằng nếu như một thế hệ mà được dạy từ hồn nằm nôi như thế, thì chúng ta sẽ không lo giới trẻ là quên lịch sử hay là thờ ơ với lịch sử của cha ông mình. Ở đây sẽ là một phần song ca của hai cha con anh Thệ và bé Thệ, và ca khúc bài gì con? Ca khúc gì nè? A Hoài của Già Cũ Hoài Lan của ai con? Của nhạc sĩ Trần Lộc. Trời ơi, vô Già Cũ Hoài Lan. Tư là Tư Phu Tư bao kiếm sắc vang lên đàn, vào ra đúng trong tình trạng năm canh mơ màng, em luôn trong tình trạng. Ôi gan vàng quặn đào y, đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào can. Đêm bướm trong tình ngàn, ngày mỗi mòn như đá dòng phu. Dòng phu dòng luôn trong tình càng. Rồi quá xuất sắc, quá giỏi. Mọi người chỉ mới là xem qua một vài thôi, bé còn đọc rất là nhiều thơ, phân tích rất rõ từng chữ, ý nghĩa của cái câu thơ đó như thế nào. Coi qua clip này thì hai người cha thấy thế nào ạ? Rõ ràng là cái việc mà cha sao thấy sao cha? Cha thấy vậy nè con. Nhóc ở nhà anh có đọc ráp không? Nó có lại bạn của mình xuống mình chả hiểu nó đang ráp gì. Độ tuổi nào sẽ là phù hợp để mình có thể đọc truyện cho bé nghe mà cho bé xem những hình ảnh? 2-3 tuổi. Từ khi bé nằm nôi lọt lòng, cái nhận thức bé rõ ràng là chưa có nhận thức được nhiều đâu, nhưng khi nghe được giọng của chúng ta, em bé có thể cảm nhận được. Như anh Thệ đây có nói, bé thì ban đầu là đòi ba ơi ba kể chuyện về khủng long cho con nghe đi. Ảnh mới nói là trước khi con muốn biết về những cái con thú hay là những nhân vật hoạt hình thì con phải nên biết về con người trước. Con biết được về con người thì trí tưởng tượng của con về những cái con thú nó sẽ cao hơn, bay xa hơn. Đó là cách mà người cha là anh Thệ đã dạy con mình. Thời điểm hiện tại thấy có rất nhiều người cha là mẹ là cứ nói chung là làm việc ở ngoài đường rất là mệt mỏi tới mức là về nhà là chỉ mong con mình im lặng ngồi một chỗ là vui rồi, mang cho cái iPad để đó ngồi lên chỗ chơi là xong. Tới đây mệt quá rồi, đuối quá rồi. Cái hình ảnh của anh thì nó cũng không lạ lẫm vì với cái thời đại bây giờ. Đây thí dụ như là anh không kể chuyện cho bé mà anh thường xuyên dẫn nó đi đá banh nè, rồi dẫn nó đi xem thú thì có được không ta? Thì dĩ nhiên là được. Quan trọng là chúng ta xác định là con của chúng ta lớn lên bằng cách nào. Anh muốn con mình lớn lên là một MC chẳng hạn, một hay là một đám bơi chẳng hạn, ai biết được sao xác định được. Cái cách mà anh hướng dẫn ở cây ba sẽ đọc ráp cho con nghe riết là nó sẽ thành một cái kỹ năng. Chúng ta dựa trên cái ý thích và cái sự phát triển của con của mình, hướng nó phát triển theo. Đó, Huy đúng không? Chứ không định hướng. Một người cha hay là một người mẹ muốn con mình giỏi hơn tất cả những người khác rồi đặt một cái định mức và bắt con mình phải làm theo. Mô hình chung là chúng ta đẩy con mình vào một cái áp lực. Con còn nhỏ không hình dung ra được. Đó, đang ngồi đó. Khi mà lớn lên á thì bé bắt đầu hình dung ra, ủa mình không thích này, tại sao mình theo cái này? Sẽ hoa mới có nghĩa bắt đầu mình. Và như vậy là cái phần nào đó kìm hãm cái năng khiếu và cái tài năng vốn có ở trong bẩm sinh mà bé có, đúng không? Cho nên chúng ta hướng là một chuyện, nhưng mà bé có thích hay không là một chuyện. Cho nên là chúng ta phải dựa vào cái ý thích của bé và tâm sinh lý của bé ngay thời điểm đó. Nhưng mà dựa vào bằng cách nào? Bằng cách dành thời gian nhiều để cái quan sát. Đó là cái chính xác. Đúng rồi. Có nhiều phụ huynh bây giờ hay sử dụng ngôn ngữ nói chung là không được đẹp, mà cứ nghĩ là con mình nghe không hiểu, cứ nói một cách đại trà bất kỳ khi nào họ muốn, mà họ chỉ nghĩ đơn giản con nít có nghe hiểu đâu, tại sao phải lo, đúng không? Thực ra thì con nít nó đâu có hiểu, nhưng mà nó giỏi bắt chước thôi. Chính xác. Như chúng ta thấy gia đình anh Thệ đã hướng bé học lại tất cả những cái gì mà anh Thệ đọc ra, bé sẽ bắt chước lại. Mà đó là những kiến thức rất là tốt, một hành trang. Thì nếu như bản thân những người lớn chúng ta có một cái trang bị tốt về mặt kiến thức, về những cái gì đó tốt nhất cho con, thì con chắc chắn sẽ đi đúng hướng, đúng chỗ. Rồi, cảm ơn Baggio. Quá hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua nhiệm vụ thứ hai. Chào chương trình du lịch kỳ thú, em tên Nguyễn Thanh Long, hiện tại là sinh viên trường Hu Tích. Bản thân em cũng là thường xuyên sinh hoạt văn nghệ, phục vụ ca hát trong trường nên cũng rất thích ca hát. Hôm nay vừa phát hiện ra một loại vũ khí bí mật có thể củng cố giọng hát, giúp em hát hay hơn. Được biết anh Thiên Vương là một ca sĩ chuyên nghiệp, em muốn đích thân gặp mặt và thách đấu giọng hát với anh ấy. Em tin chắc rằng với loại vũ khí bí mật này, em sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp như anh ấy. Thế mà anh Thiên Vương đã có lời thách đấu với anh. Bộ người ta xài autotune anh. Hát xài autotune hả? Đâu có, hát trực tiếp mà, đâu phải qua máy đâu mà autotune. Thôi lên nói cho người ta biết đi, cứ hông hoài. Thật ra là trước giờ trong cái sự nghiệp ca hát của Thiên Vương chưa có ai mà lại thách đấu về giọng hát cả. Bởi vì nghe hết hồn chưa? Cũng rất là ngạc nhiên. Cứ xem clip thôi. Gì căng vậy? Mới vô căng vậy? Đi dạ khán giả trời. Trời vậy thôi hả? Trời mới vô đây dạ khán giả vậy. Thôi ngược nhau mệt quá, giới thiệu đi đối thủ của tôi. Em tên là Long. Hôm nay em tới đây để muốn thách đấu giọng hát với anh. Em có biết anh là một ca sĩ chuyên nghiệp không? Dạ biết. Kè liền. Vậy là em hôm nay em vẫn tự tin. Dạ em vẫn tự tin là em thách đấu sẽ thắng anh. Thắng anh. Bởi vì em có một cái vũ khí bí mật mà em tin chắc là em sẽ thắng anh được trong vòng vài giây thôi. Cái gì? Rồi em hát một câu nào mà cảm thấy em thấp nhất đi. Con cò bé bé nó đầu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi khi về em chào, em chung chim mẹ có yêu không nào. Con cò bé bé nó đầu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi khi về em chào, em chung chim mẹ có yêu không nào. Ghê quá. Con cò bé bé nó đầu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi khi về em chào, miệng em chung chiếm mẹ có yêu không nào. Con cò bé bé nó đầu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, khi đi em hỏi khi về em chào, miệng em chung chim mà có yêu không nào. Em chưa xài vũ khí bí mật của em rất là tức. Thực ra giọng em rất là hay rồi đó, nhưng mà em tại sao em muốn là giọng em cao hơn hay trầm hơn? Tại vì em chỉ muốn thử xem là cái vũ khí bí mật của em nó có được thành công hay không, thì em chưa thử lần nào. Bây giờ mà em tin chắc là cái vũ khí bí mật nó sẽ giúp cho giọng của em trầm hoặc là cao hơn rất là nhiều. Anh hiểu, anh hiểu. Cái gì vậy? Sao vũ khí bí mật của em? Bóng bóng hả? Em sẽ chiến thắng anh bằng bóng. À không, bóng bóng. Tại sao? À, để anh giới thiệu trước. Khoan cái vụ này ha. Đây là phòng thu mà tụi anh thường hay thu. Và đây là anh Minh, thì anh sẽ bảo chứng cho việc là mình ai hát cao hơn. Tất nhiên là em sẽ sử dụng vũ khí mà tự nhiên anh thấy mấy cái bong bóng là thấy lạ rồi. Trong đây nó có hai loại khí anh. Thì ở bên này khi mà anh sử dụng thì giọng của em nó sẽ cao lên. Còn cái này thì khi sử dụng thì giọng của em nó sẽ trầm xuống. Ghê vậy hả? Thì mà cách như vậy luôn. Dạ. Vậy thì em bắt đầu đi, nhưng mà làm sao vừa thôi nha, đừng có làm nhiều nha. Em ơi có nhớ, em ơi có nhớ, đôi ta có nhau, đôi ta bao nhiêu ký ức. Ủa, cái giọng này giọng thiệt đó hả? Trong đôi mắt. Không, cao quá. Sao? Cái giọng của bạn đó đi lên cỡ đó luôn hả? Hết bao nhiêu đó hát được có khúc vậy hả? Chỉ với vài câu mà em trở ra đây là em đã nói giọng bình thường rồi. Dạ đúng rồi. Thì có nghĩa là chút xíu à. Nếu mà một nguyên bài thì hit bao nhiêu qua bóng mình? Mỗi câu hit một trái đó. Mà một trái bóng này em mua nhiêu tiền vậy? Dạ có 100.000 trái thôi. Tốn ra luôn. 100.000 trái bóng. Một bài 5 phút. Mà lo đây mất cái mấy phút. Có mấy giây thôi. Tiền cách xe này nọ chắc ổn định lắm. Dạ, ổn định. Thế thì nó không, thứ nhất là nó không về mặt kinh tế là nó không phù hợp rồi nè. Dạ đúng rồi. Mà cái thứ hai là mình chưa biết sức khỏe như thế nào nữa. Giờ mình sẽ lên đường để mà mình đi hỏi chuyên gia thử nha. Dạ ok. Rồi, lên đường nào. Trời ơi trời, coi ổng kìa. Trời ơi, trời ơi đúng chịu chơi không bao kìa. Mẹ dặn ở nhà. Rồi, bây giờ chúng ta tới dịch vụ khoa học công nghệ Khê Nam. Và chúng ta sẽ gặp chị Hồng. Chị là kỹ sư hóa học và sẽ giải thích cho chúng ta biết là cái khí này có tác hại với con người gì không. Hôm nay là tụi em tới đây để gặp chị. Mong chị cho một cái lời giải thích về hai cái bong bóng mà tụi em có mang theo đây. Bạn là sử dụng bong bóng như bóng bay, là em sử dụng khí heli đúng không? Khí heli ạ. Và đây là khí gì em? SF6. SF6. Và em muốn hỏi chị là hai khí này nó có gây tác hại sức khỏe không? Trong hóa học thì heli là một cái loại khí là nhẹ hơn không khí. Dạ. Nên nó có thể bay được. Nó có thể bay được. Thì nó chơi về mặt hóa học. Nên là về mặt tác hại thì nó không có tác hại cho cơ thể mình. Tuy nhiên, tại vì mình thở bằng khí oxy nên khi mà hít một hàm lượng lớn thì nó sẽ gây ngạt. Và ngoài ra thì nó sử dụng trong lạnh thì trong cái công nghệ thở lạnh ấy, thở lạnh thì nó sẽ khi mà người ta bơm với một tỷ lệ oxy với heli ấy, thì người ta sẽ lạnh sâu hơn mà tốt cho sức khỏe hơn. Còn khi mà sử dụng trong âm thanh thì nó sẽ làm cho cái giọng mình nó bay hơn, nó cao hơn. Nó cao hơn thì nó làm giống như cái giọng mà giống như giọng opera hay là giọng trẻ con vậy đó. Còn SF6 thì đó là Hesa Sulfur Fluoride thì thực ra nó cũng là cái thành phần mà nó không có tác dụng cho cơ thể mình, tuy nhiên thì nó cũng có thể gây ngạt nếu như hàm lượng lớn. Nó sử dụng trong cái làm như là các lớp cách trong cái công nghệ điện. Hai khí này thì thực ra nó khác nhau về trọng lượng đối với không khí. Thì khí heli thì nó nhẹ hơn không khí nên khi mình thả ra nó bay. Và mình sẽ cân thử là cái hai quả bóng này nó sẽ chênh lệch giữa nhau như thế nào. Tất nhiên là anh nghĩ chắc quả bóng này là không thể nào cân được rồi. Một cái bong bóng như thế này mà nặng 26,5 g đấy. Để anh thử là nó sẽ có phụ trợ nhiều vô trong giọng hát hay không. Thì anh sẽ phải thử. Thử ít thôi, không thử ảnh hưởng đấy. Ảnh hưởng sức khỏe. Dạ, bị ngạt hả chị? Anh đo rồi nó không có tác dụng nhiều. Thì lúc mà nãy anh thử là nó xuống là được, nó sòn, nó nằm ở dưới. Nhưng mà anh hít cái khí này vô á thì nó vẫn là nó sòn. Chỉ cái điều cảm thấy nó dày hơn thôi, chứ nó không thấp hơn được. Mà mình phải tập luyện. Còn quý vị khán giả, nếu mà chúng ta thử chơi thì cũng có thể, nhưng mà chỉ ít thôi. Tại vì khi mà Thiên Vương thử thì cảm thấy là nó bị cứng cái cổ họng. Có nghĩa là nó không có cảm thấy thoải mái nhất trong cái vấn đề mà mình hít thở. Thế cho nên là nên hạn chế vấn đề mà sử dụng để mà tiêu khiển bằng những cái khí như thế này. Rồi chúc em càng ngày càng luyện tập để mà giọng hát mình càng ngày càng hay hơn nhé, bằng phương pháp luyện tập nha, không bằng gọi là tuyệt chiêu như thế này nhé. Rồi cảm ơn chị nhiều. Thôi mà hỏi thì cái giọng mà cao thì cao của bạn hồi nãy là có tác dụng khi mà bạn ấy sử dụng cái bóng đó hả anh? Đúng rồi, tại vì cái khí heli á nó làm nó gây ức chế trong cái cổ họng mình. Khi mà mình hít vào thì nó có một cái giống như nó lặm cái cổ mình và nó bóp cái cổ mình, cái thành đới nó hẹp lại nên đẩy khí lên cao, hẹp lại thì nó đẩy sẽ lên cao hơn. Lên tông cao thì nó dễ hơn là đưa đi xuống. Chắc hẳn em nói bình thường là tự nhiên cái giọng nói em giống như chích lên vậy đó. Đó đúng rồi, là khí heli. Còn cái khí mà FS6 á là cái khí nó nặng hơn không khí, cho nên khi mà em hít vô thì nó cảm giác như là cái cổ mình vẫn cứng và nó kéo về thành quản cho nó dùng ra, cho nên là mới làm cho cái giọng mình nó trầm đi. Nhưng mà về cái mặt âm thanh á thì nó vẫn bằng tông nhau. Chỉ có điều là mình cảm thấy là nó dày hơn một xíu thôi. Tức là hát như nhờ vậy mà có khi nào hát nó tự tin hơn không anh? Anh bản thân anh sử dụng live show nguyên một bầy bóng bên cạnh đứng luôn á. Đúng luôn là anh nói một bầy bong bóng anh chết. Một đám bong bóng nói gì cho ngắn gọn. Và cái khí heli thì chúng ta sử dụng nhiều là sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Nhưng mà đây có phải là cái loại bóng cười mà giới trẻ đang không? Loại bóng cười là một loại khác, là nitrat. Vậy hả? Sĩ Thanh biết luôn rồi. Hôm bữa có một số tìm hiểu cái đó mà. Vậy hả? Đang đi tìm hiểu đó. Nó về thử luôn mà. Chết trời, tôi bị họ không có xem cái đó rồi. Nếu như ai thắc mắc về bóng cười thì chúng ta mở là cái số đó để coi. Anh đã thử và anh thấy là nó rất khó khăn trong việc ca hát. Một thông tin đó là từ một cái cuộc chiến mà biết ai thắng rồi, chúng ta được biết thêm một số những thứ khác. Hay quá, anh không làm hổ danh những ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần bình chọn thì chuyến đi của thám tử nào xuất sắc hơn. Đầu tiên sẽ là thám tử Baggio. 1, 2, 3. Ấy, 5 cái đỏ, Năm cái đỏ này là dành cho ông bố và bé. Đúng rồi. Bây giờ là chuyến đi quanh Thiên Vương về khí heli. 1, 2, 3. Ấy. Hả? Ủa? Hay mà Du. Giải thích đi. Em thấy hay. Sao thấy mình đau lòng quá vậy? Nhưng mà bây giờ á, không lẽ phải tranh giành ấy. Đánh đều vậy, không lẽ hưởng đi. Hưởng đi. Rồi được rồi, thám tử xuất sắc nhất của tuần này là thuộc về thám tử Baggio. Rồi thầy. Rồi, bây giờ ở đây toàn là nam nhân. Ai? Hả? Thì hai nhiệm vụ tiếp theo thì mọi người hãy nên giành giật nhau mà để về xông pháo đi làm. Cái gì vậy? Có gì đâu đi qua gì với tên nam nhân. Ủa mọi người có Mỹ. Đàn ông mà. Mỹ Nhân thì sẽ cứ động nhiệm vụ này có Mỹ Nhân tôi tham gia. Thứ gửi chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Trần Nguyễn Thiên An, 20 tuổi. Hiện đang là sinh viên trường đại học Hu Tích. Gần đây em nghe trên báo đài xuất hiện rất nhiều tình trạng cướp giật bắt cóc. Mà em thì dạo này lại đi làm về khuya nên em rất sợ. Em hơi ốm yếu, sức vóc không có nên khi gặp cướp hoặc là yêu rau xanh chắc chắn sẽ không thể kháng cự lại. Em gửi thư này mong anh chị thám tử có thể giúp em cách để tự bảo vệ bản thân, phòng tránh được nguy hiểm. Em cảm ơn các anh chị thám tử rất nhiều. Trời ơi, anh là quan võ rồi, anh là quan văn. Cái thư về cái thông tin này thì đọc lá thư tiếp theo đi. Lạnh quá. Để coi nhiệm vụ nào mình làm được. Gửi thám tử vui nhộn, xinh đẹp và toàn năng. Cảm ơn bạn. Em là Đỗ Đức Tân, năm nay 20 tuổi và sinh sống ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Em rất mê môn patin. Hồi đã từng thử chơi nhưng bị ngã một cú đau quá mạng nên không dám chơi nữa. Dạo này em thấy phong trào chơi patin đang rộ lên. Em muốn chơi lại nhưng sợ ngã quá. Cái thám tử cho em hỏi cách chơi patin nào mà không ngã không? Trời ơi, dễ ẹt. Trời ơi, dễ ẹt. Chơi patin mà ngồi xuống là không té thôi chứ có cái gì đâu. Ngồi dài vô là không té nha. Chỉ té ngược ra sau nè. Nói về cái trượt patin chắc chắn sẽ giống như trượt băng gì đó. Kỳ rồi tôi với mày đi trượt băng gì tôi biết trượt rồi, để nhiệm vụ đó làm cho. Vậy mới được chứ xông xáo được. Đây, xông xáo lần thứ hai nè. Tôi là có quen biết với cái lò vỏ. Thì đó, lần trước đi kẹp cổ cái bạc đó, quen biết để tôi. Thật sự thì Sĩ Thanh cũng rất là mong ngóng cái chuyến đi hành trình của Baggio. Thật là Sĩ Thanh cũng rất là yếu đuối và mong manh và dễ vợ. Để tôi học xong tôi dịch chị cho bà đây. Em cũng rất là sợ cướp và sợ yêu rau xanh cho nên là em có sợ bác sĩ không? Thưa quý vị, chương trình du lịch kỳ thú phiên bản những thám tử vô nhộn tới đây cũng hết thời lượng rồi. Mong quý vị tiếp tục gửi thư về chương trình cũng như là yêu cầu đích danh thám tử nào sẽ đi đã không, mọi người không bàn cãi nữa. Và đón xem chương trình vào lúc thứ 5 hàng tuần trên HTV7 lúc 22:45 nha. Hãy gọi ngay về hotline 0989089413 để yêu cầu thám tử nào sẽ đi tiếp hành trình tiếp theo. Và các bạn có thể theo dõi chương trình qua kênh YouTube MCV Media hoặc HTV Entertainment. Nhớ nhấn nút subscribe. Bên cạnh đó chúng tôi có một fanpage du lịch kỳ thú trên trang Facebook để các bạn có thể theo dõi những hình ảnh và những lịch phát sóng. Bên cạnh đó là những thông tin rất thú vị của các thám tử chúng tôi, đặc biệt là Hà Đông Bơ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.